chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 sức khỏe là vàng dược thảo pls giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com học khu Huntington Beach Union High School District free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app tại tiệm McDonald's có tham gia. Du Huyền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cà phê sáng cuối tuần của Đài Lido Sài Gòn TV phát hình live trên hệ thống của đài băng tầng 56.10, 16.11 trên trang nhà tv com và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên Youtube và Facebook ngày hôm nay là ngày chủ nhật ngày 5 tây tháng 3 năm 2023 một lần nữa thì Lê Thái gửi lời chào đặc biệt đến quý vị đang theo dõi chương trình cũng như là em gửi lời chào đặc biệt đến chị Như Huyền. Cảm ơn Lê Thái chào Lê Thái nhìn ừ. Lê Thái ngày hôm nay là quý vị thấy mùa xuân rồi phải không quý vị mặc. Xuân dù... xuân ơi xuân đến rồi xuân xuân ơi xuân, 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 đến, xuân đến rồi. Đến rồi. <cười> <cười> wow. Tết qua mất tiêu rồi về giờ còn hát mấy bài xuân nữa. <laughs> Tết là bên này là do là Tết mùa đông phẩm thưa quý vị Tết của mình là mùa đông nhưng mà xuân như là rồi. đang sắp tới rồi mình nhìn Lê Thái mặc dù là như biết ở những tiểu bang khác hay là Cali cũng còn đang rất là lạnh phẩm Lê Thái và những tiểu bang khác là đang tuyết rồi về nọ, tuyết này nọ nhưng mà Lê Thái sẽ đem mùa xuân tới cho quý vị ngày hôm nay để cảm thấy ấm lòng và cảm thấy mùa xuân nó sắp thấy vậy rồi. chứ thật sự là em đang đánh cặp trong lòng là có nghĩa là lạnh, <laughs> lạnh quá. lắm đó. sáng chủ nhật ngày hôm nay quá lạnh luôn mà thật sự là mặc cái đồ này không lẽ ra mặc cái áo khoác thì nó cũng kỳ đúng. đúng không mà bên trong thì không mặc một cái áo gì trong hết đó thành ra là oh men lạnh ngồi dậy da rung cầm cặp nơi <laughs> đó <cười> <tương> <cười> <với mình. cười> nói chơi thôi như hiền kính chào tất cả quý vị đang xem chương trình cà phê sáng ngày hôm nay và cũng như thường lệ như hiền và lê thái ngày hôm nay sẽ đưa đem đến những cái bản tin thú vị giải trí đến cho quý vị ngày hôm nay và ngày hôm nay lê thái có tin gì mấy thông tin ngày hôm nay rất là thú vị thưa quý vị ừ. thông tin đầu tiên thì uh, bill gates là một trong những tỷ phú mà chị biết là nổi tiếng của Hoa Kỳ, dù chúng ta đến, trên toàn thế giới luôn. Uh -huh. à, trong những cái thời gian mà ông làm việc cho đến ngày hôm nay, lứa tuổi cũng rất là lớn rồi nhưng mà vẫn nắm những cái sở hữu, những cái gọi là cái số tiền gọi là lên bậc tỷ Mỹ kim rất là nhiều. À, tất nhiên là khi mà một cái người nào đó người ta trở thành tỷ phú. Uh -huh bản thân người ta đã sướng rồi em mình không nói đúng không những cái người hệ lụy phía sau thí dụ như vợ con à, con cháu sướng và những cái người ta lại rất là sướng có nghĩa là à, ở đâu không mà chúng ta đầu thai chúng ta sinh ra trong một cái gia đình tỷ phú thì quả là sướng thật sự là rất là sướng nếu như ừ. mà chúng ta như vậy à, ngày hôm nay lê thái đưa đến quý vị cái thông tin về một cái gọi là cái cô gái cái cô này thật sự là đối với những cái người trong cái gia đình họ mà bill Gates này đó wow. thì là một số cô á, thì à, một số người anh chàng, một số cô không muốn lên trên cái mặt báo về sự nổi tiếng, nhưng riêng cái cô gái này thưa quý vị, cô tên là Phoebe Adele Gates, năm nay chỉ mới 21 tuổi thôi, là một trong những người rất là nổi tiếng trên mạng xã hội thế hệ Gen Z và nhắc tới cô thì không ai biết, không ai mà không biết cô là con út của nhà sáng lập là Microsoft Bill Gates. Và Phoebe Adele Gates là con út trong một cái gia đình có ba người con của tỷ phú là Melinda và Bill Gates. Và không như chị gái là Jennifer và anh trai là Ronnie. Uh luôn né tránh truyền thông thì riêng phi bì thì cô luôn lúc nào cũng xuất hiện trên truyền thông và không ngại về cái sự nổi tiếng của mình và rất là thích sự nổi tiếng phi bì adele gate lớn lên trong một cái biệt thự trị giá 131 triệu mỹ kim và nếu tính ra tiền việt nam hiện nay là nó hơn đến năm gọi là ba 000 tỷ đồng thưa quý vị ở medina washington của hoa kỳ và biệt thự này nó rộng tới là 6.000 m vuông có 24 phòng tắm và 6 nhà bếp, có cả một cái con suối nhân tạo riêng và một bãi biển nhân tạo với các nhập khẩu từ những cái vùng biển Caribbean và một cái bể bơi dài 20m với hệ thống âm nhạc ở dưới nước, sảnh tiếp được là 200 khách và tất nhiên là cũng không thể thiếu phòng tập thể dục, phòng tập gym ngay tại nhà và có một cái rạp chiếu phim ngay tại nhà luôn với cái uh, với cái ghế ngồi là 40 cái ghế xem phim ở ngay tại wow. cái rạp chiếu phim tạo trong nhà đó. Và Phoebe Aldgate là theo học tại trường trung học dành cho con nhà giàu ở Seattle và đây cũng chính là cái ngôi trường mà ông Bill Gates đã tốt nghiệp khi ông còn là một cái thiếu niên. Khi mà chưa khởi nghiệp để mà trở thành một tỷ phú thì cái nhà tỷ phú này cũng đã học tại ngôi trường mà con gái Úc của ông đang học. Phoebe mơ ước là trở thành một cái vũ công chuyên nghiệp nên đã dành thời gian học tại cái trường múa ba lê của Mỹ thuộc trung tâm biểu diễn nghệ thuật ở Lincoln, New York ở Hoa Kỳ. Và cô cũng là sinh viên đại học Stanford. À, Genji nổi tiếng này từng thực tập tại tạp chí Vogue của nước Anh và tham dự tuần lễ thời trang New York và Paris. Trên trang mạng xã hội thì uh, cô có một cái trang mạng xã hội Instagram và thường xuyên đi di chuyển thường xuyên và khoe ảnh ghi lại những cái phong cách à, sống đầy sang chảnh thời thượng và những cái người bạn trai mà cô quen trong suốt cái thời gian mà cô học phổ thông cho đến bây giờ và phi bì cũng thường xuyên đi bằng máy bay phản lực riêng để mà đi du lịch hay tham gia những cái tuần lễ thời trang, cô cũng khiến nhiều người trầm trồ khi mà lúc nào cũng xuất hiện trong những cái trang phục hàng hiệu, tham dự các bữa tiệc sang trọng, tắm nắng trên bãi biển và ăn tối cùng những nhà hàng xa xỉ mà chỉ có ở trên cái mặt những cái mạng truyền thông xã hội người ta mới chụp được những cái hình ảnh này thôi và nhận thức rõ về cái đặc quyền giàu có của mình. Phi Bì vẫn luôn tự tin khẳng định rằng là mình muốn xây dựng một cái sự nghiệp riêng cho bản thân nhằm thoát khỏi một gọi là cái bóng hoặc là cái mát của cha mình, đó là tỷ phú Bill Gates trong quá khứ. Và để mà một cái người mà trưởng thành trong một cái gia đình giàu có như thế này, gọi là một cái may mắn của người ta sở hữu Rất là may mắn. Được. chứ đâu phải mà giống như là lê thái như quyền đâu đâu, đâu có được sinh vào <laughs> trong gia đình tỷ phú đâu yeah. phải chi mà chị em mình được thí dụ như là gọi là uh, nhi Gates hoặc là tyler gait <laughs> tyler... hay, hay không kizzy không ừ. chị tân tiếng anh có chị là kizzy 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 hoặc là tyler Gates <laughs> <Tyler Geth. cười> nhưng, mà, nhưng, mà nhưng mà em nghĩ là Gates đó là cái cổng nào <laughs> cái cổng Điều nào đó tổng. chứ không phải là cái họ của ông bill Gates này yeah. à, nói đúng ra thì con người ai cũng có ước mơ nhưng mà nói đúng ra ông trời sinh mình ra đặt mình ra ở một cái vị trí một cái hoàn cảnh nào đó thì chúng ta nên quý trọng yeah. cái hoàn cảnh ừ. và cái thân phận của mình ở đó. Chúng ta làm cái gì có ích cho bản thân và xã hội thì đó mới là điều quan trọng đúng không chị? Đúng rồi. Giống như, như mà... cô gái này nói muốn thoát ra khỏi gia đình làm sao mà thoát được từ vì đã sinh ra như vậy, ăn xài thoát... kiểu vậy rồi thoát sao, sao thoát? Sao? Yes. Dạo vậy rồi xài thoát... quen rồi đúng không? Quen <laughs> kiểu mà quen tây rồi sao thoát sao nổi. Nữa. <laughs> Cảm ơn thầy. Thưa quý vị, theo nghiên cứu của một trường đại học Boston vào năm 2021 thì người ta nói rằng 36% người Mỹ khi mà lớn tuổi họ không có đủ tiền tiết kiệm dù chỉ cái số tiền để sống một năm mà thôi Nên quý vị cũng thấy có những người lớn tuổi 80 tuổi, 100 tuổi 100 tuổi thì khó mà đi làm rồi Mà đôi lúc cũng có người cả 90 tuổi, chín mấy Vẫn còn đi làm Thưa quý vị, thì đây một cái câu chuyện ngày hôm nay rất là cảm động Một sinh viên đã quyên góp được 200.000 đô la Cho một người gác cổng ở trường 80 tuổi để ông ta được về nghỉ hưu thì những cái sinh viên này Họ đã uh, lên một cái trang web Gọi là GoFundMe Để thành lập uh, vào tháng vừa rồi Đầu tiên là uh, Chỉ có được uh, 20.000 Đủ cho anh ta trả tiền thuê nhà mà thôi Và cái số sinh viên này Cỡ khoảng chừng 1.000 sinh viên Họ đã tụ tập làm cái điều này cho uh, Cái người đàn ông này Và Thu là lần đầu tiên Anh ta đã chia sẻ cái vấn đề này Ở trên TikTok và được 20.000 lần người xem và theo KDFY, một trong những cái channel địa phương của Fox đã báo cáo, tiền thuê nhà của ông James này đã tăng lên khoảng 400, đa, 400 đô la một tháng. thì để trả cái tiền thuê nhà như vậy thì ông ta phải đi làm thêm và không được nghỉ hưu và ông Ông trên theo người ta miêu tả những sinh viên họ miêu tả ông ta là một người rất là ngọt ngào, nhút nhát, rất là trầm lặng. Anh ta không có nói chuyện ở trên tờ báo này. Và nghỉ hưu không phải là một cái điều dễ dàng cho những người Hoa Kỳ. Như quý vị cũng biết ở đây họ sống có những người họ sống paycheck theo paycheck, không saving tới tuổi, không có tiền tiết kiệm, không có 401k thì không có tiền để mà chăm sóc được. Và đại dịch đã buộc một số người lớn tuổi phải dùng tiền tiết kiệm hưu trí của họ để mà xài nên sau đó họ không có tiền nữa họ phải đi làm 30 phần trăm người lớn lớn tuổi họ nói rằng sau đại dịch có những cái tác động tiêu cực đến cái tiền nghỉ hưu của họ nên họ phải trở lại để đi làm trong cái cuộc sống vừa rồi thì đây là những sinh viên họ đã quyên góp được 200 à, 200.000 đô la để cho người đàn ông này về nghỉ về nghỉ hưu và trong đó có 7.000 tài trợ về cái số tiền này cho người đàn ông ngày hôm nay. Thì đây là một cái câu chuyện rất là cảm động cho người đàn ông 80 tuổi này để về nghỉ hưu. Thưa quý vị, tại anh ta chọn dẹp quét rác ở trong trường hàng ngày như vậy. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 1 Cà Phê Sáng của tuần. Như Huyền và Lê Thái xin quý vị hãy giữ hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sức khỏe là vàng dược thảo PLS giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Như Huyền và Lê Thái. Thưa quý vị, về cái vấn đề tâm linh thì có những người tin, có những người không tin, nhưng mà uh, hầu hết theo nghiên cứu những nhà nghiên cứu họ cho biết rằng về thức ăn thức uống về vấn đề tâm linh ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta thì cái điều đó cũng rõ ràng thôi khi quý vị đi làm mà quý vị bị stress hoặc bị đau buồn về con cái hay vấn đề gì mình đau nhiều thì cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Một trong những cancer mà xảy ra cũng do cái cuộc sống của mình nữa. Mình stress rất là nhiều, mình đau đớn nhiều, lúc nào mình cũng giận dữ nhiều thì trong cái cơ thể mình nó xảy ra nó ảnh hưởng tới hạnh phúc, sức khỏe của cuộc sống mình. Thì đây là một trong những cái nghiên cứu của một trong những nhà tâm lý học, họ đã nói rằng là những vấn đề tâm linh, vấn đề tôn giáo hoặc vấn ảnh hưởng tới sức khỏe và hạnh phúc thì đây là những điều làm cho cái cơ thể của mình, con người của mình nó trở nên thoải mái hơn thì đây là năm điều một trong những ngàn nghiên cứu họ khuyên và rất là có ý nghĩa cái điều đầu tiên đó là thiền thực hành thiền đề cập đến những cái tập hợp rộng lớn và cái cách tập trung của trí của mình ví dụ như chúng ta tập trung vào hơi thở của mình làm cho cái tâm trí mình nó thoải mái bình an hơn vào mỗi buổi sáng khám phá uh, theo Dacher Kettner định nghĩa đấy là sự kinh ngạc khám phá những cái thế giới xung quanh của chúng mình mỗi ngày làm cho tâm hồn của mình thoải mái hơn và hiểu biết được thế giới xung quanh cũng làm cho cái cơ thể của mình được hạnh phúc hơn và tha thứ là tha thứ để những, những cái về quá khứ những cái giận dữ về quá khứ những cái điều gì người ta tác động làm hại đến mình thì mình quá khứ mình tha thứ cái điều đó đi thì làm cho cái tâm hồn mình nó thanh thản hơn không có bị giận dữ thì cái cơ thể mình nó không có xảy ra những cái vấn đề về hạnh phúc về sức khỏe và trong cái tâm linh của mình lòng từ bi thì đây là một trong những cái câu mà được dịch ra một trong những nhà nghiên cứu ở đây họ kêu rằng mình cầu mong cho mọi người xung quanh được an toàn đó là cầu mong bạn cảm thấy an toàn cầu mong bạn cảm thấy hài lòng cầu mong bạn cảm thấy mạnh mẽ cầu mong bạn sống một cách dễ dàng tức là mình sống cho người ta nhiều hơn và mình cầu mong những người xung quanh an bình đem tới cho À, những người xung quanh của mình nhất là những người mình yêu thương và từ đó cho những người mà mình ghét nữa và cái thứ năm đó là lòng biết ơn khi mà ai giúp mình điều gì thì mình biết ơn người ta thì cái lòng mình nó cởi mở nó từ bi nhiều hơn với những người xung quanh thì khi mình đi về mình ngủ vào buổi tối mình cũng cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn thì đây là một trong những năm cái vấn đề năm cái lòng luôn. năm cái lòng <cười> năm <cười> cái bộ lòng <cười> <cười> mà những nhà nghiên cứu về tâm linh về những về Phật giáo về về kể cả Chúa về Thiên Chúa dạ, cũng vâng. vậy thì khuyên làm sẽ làm cho sức khỏe của mình tốt hơn rất là nhiều nói thì dễ lắm nha quý vị nói làm thì rất thì khó. là dễ nhưng mà làm rất là khó yeah. trong đó có những cái lòng giống như lòng biết ơn thì chúng ta cũng có cũng rất là dễ làm tại vì thường thường thì người ta vẫn hay biết ơn những cái người mà 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 làm ơn cho mình nhưng mà một cái lòng mà em thấy là rất là khó làm đó là cái lòng tha thứ Thứ ừ. nhất, cái tha thứ mà vì tha đó. Ừ. Vậy với lại cái lòng từ bi có nghĩa là cầu nguyện cho cái người khác, không phải là cầu nguyện cho bản thân mình không. Ừ. Thì đối với những cái đạo nào thì chúng ta thấy là đạo nào nó cũng là những cái đạo mà nó dạy con người chúng ta yeah. làm tốt. Lê ừ. Thái không nói là đạo nào cũng tốt nha. Lê Thái nói là đạo thì có những cái đạo dạy cho, cho con người chúng ta làm những điều rất là tốt. Ừ. Nhưng à, song song đó thì khi mà chúng ta vào thì chúng ta làm được những điều đó hay không? cái đó là mới đó là quan trọng khó, yeah. để mà tha thứ cho những người làm chúng ta buồn phiền tha thứ Nói cho điên. những người làm chúng ta nổi điên hay là đã là xúc phạm của chúng ta thì đó là một cái điều vô cùng khó nhưng mà uh, em nghĩ rằng nếu như mà chúng ta đi theo đạo một cách chân chính hoặc là chúng ta nghe lời Chúa hoặc là chúng ta uh, tụng kinh mỗi ngày hoặc là chúng ta làm những cái điều mà đúng theo những cái đạo người ta đã đã, đã làm đó uh -huh. thì em nghĩ rằng là uh, cái vấn vấn đề này chúng ta làm một cách rất là dễ dàng easy là mình giải thoát được chính Mình giải thoát được đúng. bản thân mình bằng dạ. bằng cách là là tại sao chúng ta phải gom những cái đó vô trong uh, trong cơ thể chúng ta vô trong đầu chúng ta để cho chúng ta cảm giác khó chịu. Đây là một cái bản tin rất là ý nghĩa tại vì khi mà chúng ta giải thoát được những cái đó, chúng ta những cái có năm cái bộ đồ lòng đó thưa quý vị, <laughs> có thể cái là lồng. chúng ta sẽ cảm giác rất là thoải mái và dạ. viên mãn. An, an nhiên trong cuộc cuộc sống đúng không chị yeah. À, kính thưa quý vị một cái thông tin vô cùng ý nghĩa trong ngày hôm nay mà Lê Thái nghĩ rằng là rất là nhiều người sẽ rất là vui khi mà nghe cái thông tin này mà với điều kiện là chúng ta cũng phải tài chính của chúng ta cũng phải có chút xíu uh -huh. thì chúng ta mới có thể có được sở hữu những cái vaccine này. Thưa quý vị vừa qua thì cái cục ngày 23 tháng 2 vừa qua cục quản lý dược phẩm thực phẩm của Hoa Kỳ FDA đã cấp một cái giấy chứng nhận vaccine điều trị khối u ác tính ung thư của Moderna. Đây là một trong những cái bước đột phá. Có nghĩa là nó có thể là được phê duyệt từ, được sử dụng sớm hơn trong vài tháng tới. Và việc chứng nhận một cái loại vaccine đột phá cho thấy là FDA tin rằng vaccine có tiềm năng để mà điều trị bệnh và ngừa những cái căn bệnh liên quan đến ung thư. Và thử nghiệm cái giai đoạn 2 bao gồm 157 bệnh nhân đã được tiêm vaccine cá nhân hóa kết hợp với là cái Keytruda đây là cùng với lại một cái nhóm đối tượng chỉ dùng là Keytruda thưa quý vị, giúp giảm đến 44% nguy cơ tái phát hoặc là tử vong do ung thư nó gây ra, nhất là ung thư da. Và vaccine sử dụng kết hợp này được sử dụng để chống lại nguy cơ tái phát khối u ở những cái bệnh nhân bị khối u ác tính tiến triển đang hoạt động ở trên cơ thể của con người. Và cái loại vaccine này nó hoạt động như thế nào? Vaccine xin mới này được thiết kế dành cho những người có nguy cơ cao mắc khối u ác tính và sử dụng công nghệ là RNA thông tin là mRNA để mà đưa ra những cái đoạn mã di truyền từ khối u của bệnh nhân vào cái tế bào của họ và chỉ dẫn cơ thể của chúng ta nó chiến đấu chống lại những cái tế bào ung thư này. Vaccine được sử dụng cho bệnh nhân sau khi mà những cái bệnh nhân này đã qua những cái phẫu thuật để mà ngăn khối u tái phát và được điều chỉnh cho phù hợp với từng bệnh nhân. Có nghĩa là khi mà mỗi bệnh nhân sẽ nhận được một cái loại vaccine khác nhau chứ không phải là vaccine nào cũng giống nhau và vaccine sử dụng từ DNA từ khối u của từng bệnh nhân được chèn vào cái mã là mRNA để mà tạo ra những cái protein. Sau đó thì nó sẽ được tiêm ngược vào cơ thể của những bệnh nhân đó. Thì cái chất mRNA này thưa quý vị, nó sẽ chuyển mã này đến các tế bào của cơ thể, giúp chúng nhận biết là cái tế bào này là tế bào ung thư và tấn công chúng trước khi mà chúng có thể bắt đầu nhân lên và hình thành khối u. Hiện tại thì công ty Moderna đã lên kế hoạch thử nghiệm với giai đoạn 3 dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm nay và với hàng ngàn bệnh nhân đây là một cái liệu trình mà vaccine sẽ được à, à, tiêm cho mỗi 3 tuần một lần, tổng cộng là 9 liều, kết hợp với lại thuốc Keytruda được tiêm cũng mỗi 3 tuần một lần. Và theo tạp chí Daily Mail trong mấy ngày vừa qua, thưa quý vị, thì ngoài cái công ty Merck và Moderna thì cũng đang xem xét vaccine điều trị các loại ung thư khác, bao gồm cả ung thư phổi. Và quá trình sản xuất vaccine này và cái giá thành như thế nào thì Lê Thái nghĩ rằng đây là một trong những cái cái thông tin mà quý vị rất là mong được biết. À, vaccine này nó chứa tối đa là 34 kháng nguyên đột biến khác nhau thưa quý vị. Và những người người ta chế tạo cái này đó, có có thể là nó mất cá nhân hóa. À, từ cái chất mà mRNA này nó có thể tấn công vào những cái tế bào ung thư bằng những cái chất protein của cơ thể của người bị ung thư đó để mà tấn công ngay tế bào ung thư của chính cơ thể của mình rất wow. là hay và cái giá thành hiện nay cho mỗi cái liều wow. đó là đến đến 100 trăm mỹ kim cho mỗi bệnh nhân và theo viện ung thư quốc gia Mỹ và CDC mới công bố thì có thể là vài tháng nữa thì cái loại vaccine này sẽ được đưa ra thị trường wow. không chỉ là dành cho ung thư da mà sẽ có ung thư phổi và những cái loại ung thư khác sẽ được kiểm soát đến sáu mươi mấy phần trăm trong quá trình mà người ta đã bị rồi hoặc là nó sẽ ngăn ngừa hết tên trên 80% nếu mà chúng ta chưa bị ung thư có thể ngăn ngừa cái khả năng ung thư chúng ta lên đến cái độ đó và hy vọng một ngày tươi sáng nó sẽ uh, sẽ có cái loại vaccine này để mà kéo dài tuổi thọ của con Mà người. Mà hy vọng là... cái giá thành nó cũng ra rẻ không tôi mắc quá. một cũng khó. ngàn thì cũng bằng wow. một cái một gọi là một cái tài sản của người ta rồi đúng không? À, quá mắc. Cảm ơn Lê Thái rất là nhiều. Thưa quý vị, ngày hôm qua như cũng đưa cái bản tin cho quý vị là đi du lịch, đi thăm những cái địa điểm rất là tốt và chưa kể là khi mình đi du lịch và như vậy thì mình cần Airbnb có những người thích ở hotel, có những khách hàng và có những người thì họ thích thuê nhà ở Airbnb phẩm tư quý vị và nhất là sắp tới cái mùa thu mùa xuân có đưa con đi học hoặc là đưa đi vô đại học thì đây là một trong những nơi ở Ann Arbor có một cái căn nhà mà chủ của Airbnb là ông chủ CEO ở đó luôn luôn tới ở. Thì ngôi nhà này, này gọi là Frank Lloyd Wright. Đây là nơi thuê yêu thích của giám đốc điều hành Airbnb tên là Brian Chesky. Và như quý vị cũng biết đây là cái căn nhà ở đây. Đó là Palmer House ở Ann Arbor, Michigan được thiết kế bởi Frank Lloyd Wright. Đó là một trong những nhà thiết kế kế kiến trúc sư rất là nổi tiếng ở chủ của cái căn nhà này và theo CNBC cho biết rằng là cái danh sách mà nó đây là một trong những cái căn nhà được chọn danh rất kiến trúc rất là đẹp, rất là tốt và cái khu nó cũng rất là an toàn và cũng rất là rộng. Cái căn nhà này cho những ai đi về Michigan hoặc về Ann Arbor thì nên thuê, cái giá của nó là 750 đô la mỗi đêm bao gồm phòng ngủ, ba phòng ngủ, hai phòng tắm, đủ chỗ để mà thoải mái. Nó nằm trên một khu đất hai mẫu anh hẻo lánh, ở cây cối khuôn viên xung quanh gần trường đại học Michigan khoảng một dặm. Palmer House được William Mary Palmer ủy quyền vào năm 1950. Đây là một đặc điểm đáng chú ý của căn nhà là thiết kế của nó. Gray đã được uh, xây dựng một cái dinh thự rộng 2.000 phút vuông trên mô hình tam giác đều và những cái phòng của đó với góc độ là 90 độ nên nhìn rất là rộng Palmer là một trong khi mà cái người chủ họ đi về Nhật thì họ xây thêm một cái phòng nữa đó là phòng trà, nhìn từ đồi xuống cái phòng ngủ đó rất là đẹp và các chuyên gia họ đang dự đoán mùa hè này sẽ là mùa du lịch rất là bận rộn cho nhiều người, thì cái giá nhà nó sẽ lên cao hơn rất là nhiều và theo người Mỹ, theo À, cái nghiên cứu của người Mỹ cho biết là mỗi mùa hè những người Mỹ họ chi phí rất là nhiều họ gần 95 tỷ đô la cho đi cho những cái mùa du lịch ăn uống đi chơi nhà cửa thì đây là một trong những cái ngôi nhà gần Ann Arbor ở khu Michigan nếu mà quý vị nào đi về đó đưa con đi học và gần cái trường của đại học Michigan đó thì đây là một cái căn nhà rất lý tưởng để mà thuê wow đẹp ha nhìn rất là yên bình rất là lý tưởng chị đã từng ở Michigan rồi ở uh, đi học ở đó thưa quý vị năm rồi, năm bây giờ đưa cái bản tin này à, có nghe không ở Michigan mà đưa bản tin xuống ta đến đó ở thôi <laughs> <Just kidding cười> mà tới đó đừng tới mùa đông quý vị buồn, ơi đúng không dạ buồn vâng. lắm. À, mỗi tiểu bang có một cái buồn khác nhau mà đúng không? Yeah. <laughs> dạ vâng và kính thưa quý vị bản tin vừa rồi kết thúc phần hai cà phê sáng cuối tuần Như Hiền và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 sức khỏe là vàng dược thảo pls giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com học khu Huntington Beach Union High School District free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của Đài Liêu Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng của tuần và phần này là phần 3 thưa quý vị. Ờ, ông bà ta có câu, nhân gian có câu á, là chén trong sống mà không khô sao được đúng không chị? cái ừ. chén cái chén á ừ. chén dĩa mà chúng ta đặt ở trong cái sóng chén á thì chắc chắn là nó phải khua thôi huống hồ chị vợ chồng cái trong nhà mà mà không cãi lộn sao được đúng không ừ. ai cũng vậy uh, trong gia đình lúc nào cũng, cũng sẽ có sự bình an lâu lâu cũng sẽ có hụt hạt, lâu lâu cũng sẽ đánh lộn đánh lạo Dễ hoặc nhiên. là gây lộn gây lạo đồ ừ. đập chén đập dĩa đồ nhưng mà đừng có đập nhau là được rồi Đó em là... có đập chén đập dĩa chưa chưa không có đâu đi mua tốn tiền em là toàn là người đi mua không em nó mua gì em đập á tiền vợ quý vị M một số người đi mua mà cũng đập luôn tiếc lắm đập nhưng mà rất là tiếc dạ vâng em có nói em biết nhưng mà cái trường hợp mà đóng giận như vậy thì không bao giờ mà lọt vào trong uh, trong con người Lê thái Lê thái chỉ có nghĩa em em hay lắm có nghĩa là khi mà em đụng chuyện rồi em em nói rất là nhẹ nhàng rất là tự tốn nhưng mà em chỉ cần hét thôi phải không anh? không, không có là thật <laughs> sự thật kidding. mà rất là gọi là sắc bén có nghĩa là mình nói sao mà gọi là cái cái giọng nói của mình nhẹ nhàng nhưng mà nó phải có trọng lượng Đúng thì rồi. nó mới có chất lượng thưa quý vị ừ. à, nói về vấn đề mà vợ chồng với nhau thì uh, cái lộn cái lộn là chuyện bình thường ừ. có những cái vụ mà chúng ta chỉ tưởng chừng là À, đàn ông bạo hành phụ nữ trong trong quá khứ hiện tại và tương lai thì chúng ta cứ nghĩ là phái nam sẽ là một cái phái gọi là rất là hùng dũng mạnh mẽ thưa quý vị so strong thì có thể là lúc nào cũng ăn hiếp phụ nữ nhưng không thưa quý vị trong bản tin ngày hôm nay lê thái đưa đến quý vị một cái hình ảnh à, và xin phòng kỹ thuật sư ủa cái người trong hình ảnh có phải là của chị như huyền sao không xem thấy cái mặt giống giống chị ừ, <laughs> chắc không phải chơi luôn. nhau dữ ừ, như lê just thái kidding, thưa quý vị đây là một cái hình ảnh là như quý vị cũng đã thấy là hình ảnh nó minh họa đến cái bản tin mà lê thái vừa chuẩn bị nói và trên màn ảnh thì quý vị thấy là đây là một cái cô mà trong mấy ngày vừa qua báo chí đưa tin rất là nhiều thưa quý vị cô tên là siri spencer hiện nay là 45 tuổi ở bên Witch ở East York của nước Anh vốn là một cái người giám thị trại giam ở trong một cái nhà tù cô là giám thị vừa bị bỏ tù vì tội bạo hành chồng suốt hai mươi năm qua và tại tòa án ở Hull Crown ngày 24 tháng 2 vừa qua, thì cô Spencer đã thừa nhận cái hành vi mà cưỡng bức và kiểm soát chồng của mình là ông Richard Spencer trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2016 cho đến tháng 6 năm 2021, tức là kéo dài đến 5 năm trời. Và ba tội danh hành hung chồng gây thương tích trong thời gian là từ ngày 1 tháng 1 tháng 4 cho đến năm 2020. Và công tố viên cho biết rằng là cô Spencer đã đánh chồng tàn nhẫn bằng rất là nhiều hình thức cái nhất là chai rượu là khiến ông bị biến dạng tay vĩnh viễn và có lần cô dùng dao đâm thủng cái bánh xe ô tô của chồng sau đó thì cô lại à, lao vào đấm đâm cái ông này và gây ra cái vết cắt dài ở cái đầu gối của người chồng và trên mạng thì quý vị thấy hình ảnh ông chồng cái mặt hiền khô dễ thương quá chừng luôn đó quý vị thấy không và gây ra cái vết cắt dài trên cái đầu gối của ông này và trong những cái lần khác thì cô ta cũng lại đi vệ sinh ở trên nền nhà, nhà sàn nhà rồi bắt chồng mình phải dọn dẹp những cái đống vệ sinh đó của mình và cái Cặp này đã sống với nhau từ năm 2000 và có với nhau ba người con. Ông Spencer bắt đầu phải chịu đựng những cái cơn thịnh nộ dữ dội của người vợ của mình, người đầu ấp tay gối của mình chỉ là trước khi mà cưới chỉ có vài tháng mà thôi. Và người phụ nữ này đặc biệt thưa quý vị, đánh chồng cả khi mà cô say hay là cô tỉnh và dù ông có tuân theo mọi yêu cầu của mình hay không thì cô vẫn đánh ông này và theo lời khai của ông Spencer trước tòa thì mặc dù to lớn khỏe mạnh hơn vợ rất nhiều nhưng ông không bao giờ đánh lại cô này và khi mà bị bà hành hung á thì nạn nhân nói là ông dường như đã miễn nhiễm với những đau đớn về thể xác mà vợ mình đã gây ra cho mình trong những ngày tháng vừa qua và cái vết sẹo tinh thần thì lại rất là khó mà xóa nhà được và từng chút một, từng chút một, anh lại bị đánh mất đi cái sự độc lập và ý chí của mình và chấp nhận rằng là cái cuộc sống hôn nhân của anh sẽ diễn ra như vậy từ đây trên suốt cuộc đời của mình. Và anh đã làm theo mọi yêu cầu của cô Siri này. Và cô kiểm soát hầu hết tất cả các khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của anh từ những việc nhỏ như là có thể ngủ trong phòng nào, thậm chí là việc anh có thể sử dụng nhà vệ sinh nào thì cô cũng kiểm soát anh này cả. Và người chồng đã thu thập được 43 bức ảnh chụp vết thương 36 cái video và 9 đoạn ghi âm điện thoại để nộp cho cảnh sát bởi vì cái thời điểm của anh đã đến gần rồi tại vì ừ. anh không chịu đựng được nổi thưa quý vị. Và hàng, hàng xóm nói rằng là họ thường xuyên nghe những cái tiếng lời lăng mạ của cái cô Spencer này với chồng và gồm những cái lời lẽ vô cùng tục tiểu mà cô chửi anh này. Và trong những cái lần bị vợ đánh thì việc duy nhất là ông Spencer này đã làm là cố kiềm chế vợ để tránh bị thương nặng bằng việc là anh ôm chặt lấy cô này từ sau lưng để mà tránh bị đánh ôm chặt lại mặt càng ôm á, thì cô lại càng nổi điên hơn và sau một, dạ. một cái thời gian á, thì anh không thể nào anh giữ cô bằng cách này được thì anh bắt đầu anh vậy con người lại giống như một cái tư thế là cuộn người lại thành cái tư thế bào thai vậy đó để wow. mà cố gắng tránh những cái vết thương có thể nhìn thấy ở trên khuôn mặt và để mà anh có thể mà uh, không phải mà bị mất mặt khi mà đưa những cái đứa con của mình đến trường đi học để người ta không có nhìn thấy những cái vết thương của mình trên mặt và người chồng cho biết rằng ông phải chịu đựng đến 20 năm vừa qua và bị ngược đãi về thể chất và tinh thần và lo sợ bản thân sau này sẽ không thể phục hồi hoàn toàn và cũng giấu gia đình và bạn bè những chuyện đã xảy ra trong những năm vừa qua à, riêng thì con của anh đã bây giờ đã hơn 18 tuổi rồi, anh mới quyết định đâm đơn ra và đưa giao và cho cảnh sát để mà cho chấp nhận để mà những đứa con của mình hơn 18 tuổi để mà có nghĩa là nó nó có thể nó tự sống bản thân của nó và anh chấp nhận là anh sống một cái cuộc sống là xa người vợ mà bị bạo hành như thế này trong quá khứ cũng như trong tương lai. Và hiện nay thì thẩm phán quyết định là tuyên phạt cô series Spencer 4 năm tù giam, đồng thời là áp lệnh cách ly theo luật chống lạm dụng gia đình, bạo hành gia đình mà cô này đã wow. sử dụng trong suốt những năm qua. Và trên màn ảnh thì quý vị thấy đây là hình ảnh của một cái diễn viên rất là quen thuộc đó là Johnny Depp mà chúng ta đã biết cùng với lại cái nữ diễn viên mà cũng rất là nổi tiếng đã hành hung anh và hai vợ chồng Amber yes, đã hello. Amber uh -huh. đã ra tòa kiện tụng nhau trong những ngày tháng vừa qua đây là một trong những cái minh chứng của vụ mà phụ nữ bạo hành đàn ông mất luôn cái ngón tay luôn đừng biết. nói là đàn ông nghe phụ nữ có những người cũng rất power là power dễ sợ luôn power cô, cô này là giám thị trại giam mà wow, tù nhân mà cô còn đánh mà ngủ hồ chị chồng về <laughs> nhà cũng chị chồng như tù nhân luôn yeah. nói thiệt chứ nếu như mà đánh chồng như đánh con như vậy thì sợ thiệt Đúng thiệt rồi. Luôn. mà sống chung với người vợ vậy làm sao mà dám mà chung giường được thì cũng sợ luôn á một nhà lần đã nhìn... thấy nó hết rồi hết ừ, không hết tình rồi hai mươi năm chịu tình. nhận thái chịu đựng hai mươi wow. năm giỏi thiệt công <laughs> nhận chị đừng Bạn như vậy nha là... chị đừng bao giờ như vậy nha <laughs> nhìn, nhìn chị coi và em cũng có nói một câu rồi người người đàn bà mà trở thành sư tử cũng do người đàn ông đúng không dạ, đúng chứ đâu phải là phải có hai chiều và ông thưa quý vị phải dạ, <laughs> chơi dạ, thôi à, cảm ơn Lê thái thưa quý vị À, nói tới một trong những cái bản tin ngày hôm nay rất là thú vị đó là về những quý vị và lễ thái nhi huyền gặp những người giàu đừng có nói về bill gates đừng có nói steven jobs và elon musk thì những người đó họ giàu rồi còn mình khi mình đi mình thấy những bác sĩ những người mà họ giàu mình luôn luôn tự hỏi tại sao mà họ giàu như vậy mình không biết từ khi mà đi vô cái cuộc sống của người ta rồi mình mới biết thì cái cô gái này, một trong những nhà báo viên thì họ cô ta đã dành 5 năm để nghiên cứu phỏng vấn phỏng vấn lần một gần 233 triệu phú để tìm hiểu về cái thói quen của họ và cách họ suy nghĩ như thế nào. Thì đó là một trong những cái vấn đề họ đã kiếm ra ông cô ta đã bước đã tìm ra được làm thế nào để họ chuyển cái sự nghiệp của họ thành giàu có cái chủ đề lớn đó là 51% là doanh nhân, 28% có công việc truyền thống từ 9 đến 58% là giám đốc điều hành. Thì cái lý do làm sao để họ trở thành, họ từ bỏ cái chóp hàng ngày của họ để trở đi làm cái công ty riêng của mình để trở thành giàu có hơn. Đó là khi đi làm một trong cái môi trường có những cái người chủ rất là độc hại, tức là kiêu kỳ, ích kỷ, kiêu ngạo và có một người chủ không tốt. Cái thứ hai là cái công sở văn hóa của người này cũng không tốt nữa. Cái môi trường nó toxic, cái là môi cái môi trường nó không có lành mạnh để mà mình làm việc. Khi mà đi làm thì quý vị biết là cái môi trường lành mạnh hay không liền. Và cái nền văn hóa nó có nó độc hại để mình đi làm mỗi ngày. Và cái thứ hai là không trả đủ tiền. Và khi đi làm thì họ vắt kiệt xác của mình mà vô đó thì không vui chút nào hết. Một những cái chịu những nhà triệu phố này thì họ đã từng đi qua những cái công việc đó họ đã từng làm cái công việc như hiện tại mình đang làm như vậy nhưng cái môi trường không tốt thì họ bỏ luôn họ đi ra họ tự mở cái công ty của mình và cái ngành công nghiệp cái công ty mà quý vị đi làm quý vị sẽ cảm thấy là nó không có ổn định nó không có stable một năm nó lay off hai hoặc ba lần là khi ông boss thì tới chèn ép nhân viên hoặc là đi tới đưa ra những cái công việc mà nó rất là vô lý để họ muốn đuổi những cái người nhân viên đây bằng nhiều loại nhiều cái lý do hết thì những người này họ không có ở đó nữa họ bỏ đi họ đi ra họ đi làm đó là một trong những cái nguyên nhân họ bỏ cái công việc chính của họ và sau đó cái cơ hội nó đi đến với họ và họ trở thành những nhà triệu phú và giàu hơn theo cái ý nghĩa sáng tạo thì dĩ nhiên là họ cũng phải thông minh họ cũng phải giỏi có tài thì họ mới làm được và ông lên <laughs> nhiều, thái nhiều Còn... người bị đuổi xong cái, cái, cái sắt <laughs> sang bay <laughs> ra làm homeless luôn à nó đúng ra tùy theo cái người thôi một số người người ta có quyết tâm người ta có gọi là có có nền tảng về kiến thức uh -huh. cũng như người ta có động lực thì người ta khi mà bị đuổi việc rồi người ta có thể là lấy cái đó làm một cái gọi là cái bước đệm để nền tảng yeah. một cái nỗi đau nhưng mà để chúng ta phấn đấu hơn chúng ta thành công hơn uh -huh. nhưng mà đó là dành cho những người có có khả năng thôi chứ những người mà không có khả năng người ta làm suốt đời chỉ làm công ăn lương mà khi mà đuổi ra một cái cái tự nhiên bị sức bất sang ban cũng tội nghiệp đúng không? Dạ, yeah, mà rồi. thật sự mà nếu mà làm việc mà gặp người sếp người boss như vậy nó khổ sợ lắm luôn. Mình gặp chị. hàng ngày mình gặp họ còn nhiều hơn mình gặp vợ mình chồng mình đúng Chịu không? Nhiều Tại hơn. vì mỗi ngày mình đi lên rồi. office 8 tiếng. Rồi. Dạ vâng, dạ, vâng, công thông tin rất là hay thưa quý vị và yeah. kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 3 cà phê sáng của tuần. Như và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thương, thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sức khỏe là vàng dược thảo PLS giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app Tại tiệm McDonald's có tham gia Cảm ơn quý vị vừa vừa làn sóng của Đài Lê Rồi Sài Gòn TV Trong chương trình cà phê sáng của tuần ngày chủ nhật ngày hôm nay Và phần này là phần cuối thưa quý vị à, Quý vị nào chúng ta thích mua vé số đâu nè về tài có lẽ nhiều hơn. Nói chung nó đúng ra là là một vé số không phải là một trong những cái gọi là cái cờ bạc Nhiều người, người ta lại quan niệm là khi mà uh, rất là mắc cỡ khi mà nghe người ta nói là tôi đi mua vé số. Không Thật sự đó? là mua vé số em thấy rất là bình thường. Ở Việt Nam á thì người ta cũng mua rất là nhiều. Như Lê Thái hồi đó cũng có mua tại vì em mua em mua là bình thường thôi tại vì ai cũng cần một cái sự may mắn cả. Đúng rồi. Bên đây cũng vậy từ thượng vàng hạ cám tất cả mọi cái người nào người ta cũng có thể đặt một cái niềm tin một cái hy vọng vào ân trên có thể cho tụi mình một cái một cái may mắn mà chỉ có một hoặc là cao lắm là hai người mà em nghĩ ít khi nào mà được hai người lắm ít khi nào được chia đôi yeah. trừ khi nào có kiện tụng và cái thưa quý vị cái giải độc đắc mà của powerball đó thưa quý vị trong uh, mấy tháng trước như quý vị cũng đã nhớ thì có một cái giải lên đến là con số là 2 tỷ tư đúng không hai yeah. tỷ không trăm bốn bốn triệu. Wow, lớn lắm. Yeah. Đến ngày hôm nay cái giải này vẫn chưa giải quyết xong quý vị. <laughs> Đây là một cái vụ tiện kiện tụng uh, trong mấy tháng vừa qua nhưng hiện nay thì một cái người đàn ông tên là Jose Rivera nói rằng là cái vé số của anh đã bị đánh cắp và anh cho rằng là chính mình là người mua cái tấm vé số đạt giải thưởng trị giá là hơn 2 tỷ đô đó vào ngày 7 tháng 11 năm 2022 nhưng đã bị một cái kẻ gian lấy cắp một ngày trước khi mà sổ số ra. Và theo đài ABC thưa quý vị, hôm ngày 24 tháng 2 vừa qua thì công ty của sổ số ở California hôm ngày 14 tháng 2 thông báo người có tên là Edwin Castro đã trúng giải độc đắc có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của giải Powerball và người này quyết định nhận một tiền một lần là có số tiền lên là 1997 triệu à, 997,6 triệu đô la, chứ không phải là muốn chỉ trả suốt nhiều năm để lấy nhiều tiền hơn. À, các ông Castro không có mặt vào cái thời điểm trao giải thưởng và cái tấm vé số siêu may mắn được bán ra tại trung tâm sửa chữa ô tô ở Châu, ở Atadena, hạt Los Angeles. Tuy nhiên thì giờ đây, có một người tên là Rivera thú vị nói rằng là chính anh mới là người mua cái tấm vé số trên vào ngày 7 tháng 11 năm 2022 và ông rivera nghi ngờ một người khác chỉ biết tên là regi đã đánh cắp cái tấm vé này sau khi mà biết kết quả sổ số và ông liên tục đòi lại cái tấm vé số đó nhưng regi đã từ chối và thậm chí còn đe dọa sẽ hủy tấm vé nếu như không được chia tiền trúng số và hiện thì rivera quyết định kiện cái người lãnh giải tên là castro cùng regi đã cung cấp mọi thông tin cho cảnh sát california và công ty sổ số california công ty sổ số california cho hay rằng là đôi khi họ cũng xem lại cái video cái video từ các camera an ninh để mà xác định cái chủ nhân thật sự của cái giải độc đắc này tuy nhiên thì cái kết quả chưa rõ của cái trường hợp này trong mấy ngày vừa qua vẫn kiện tụng và chưa có nhận được cái giải thưởng này và wow. nó vẫn đang kiện tụng thì một cái giải thưởng mà bị kiện tụng như vậy thì em nghĩ rằng uh, rất là khó để mà có thể mà chia ra với bằng chứng của cảnh sát thì em nghĩ không biết là thời gian sắp tới sẽ điều tra như thế nào đúng không chị yeah. cảm ơn anh thái thưa quý vị như Hiền với Lê Thái cũng hay đưa đến bản tin quý vị những người mà họ sống lâu nhất thế, tối, thế giới. Và ngày hôm nay Nhi cũng đưa đến cho quý vị một người phụ nữ ở bên Pháp sống lâu nhất thế giới cho tới 122 tuổi. Nhưng cái lý, cái quan trọng là người ta khám phá ra ba cái lý do tại sao bà ta sống lâu như vậy. Thì tên của người đàn bà này đó là Jane uh, Jean uh, Comment, một phụ nữ Pháp đã đạt được kỳ tích đáng kinh ngạc kinh ngạc khi sống đến năm 122 tuổi. Đây là một vinh dự của bà ta được già nhất trên thế giới được ghi nhận mà trước khi qua đời, bà ta đã gặp và thảo luận về cuộc sống của mình với Jean Marie Rubin, một nhà nhân khẩu chuyên nghiệp nghiên cứu về mối liên hệ giữa sức khỏe và tuổi thọ. Thì cái lý do đó là cô ta sống một cuộc đời rất là giàu có. Carmen được hưởng lợi từ gia đình là một gia đình tư sản miền Nam của nước Pháp. Vì vậy, cô ấy đang sống trong một khu phố rất là đẹp. Điều này cho phép cô ta đi học từ năm 16 tuổi, từ vì trong cái thời gian đó ít người phụ nữ nào được đi học lắm, đa số học tới khoảng trường lớp 10, lớp 8 là nghỉ rồi. Và cô ta tiếp tục nhận được các lớp học riêng về ẩm thực, nghệ thuật, khiêu vũ năm 20 tuổi. Mà một yếu tố khác nữa là giống cô ta giúp bà ta sống lâu hơn, đó là ít căng thẳng. Không bao giờ bà ta đi làm việc, ở nhà thì có người làm, đi mua sắm thì có người mua sắm cho mình, thức ăn thì có sẵn hết. Vì cô ta sống trong cái cuộc sống giàu có và cái thứ hai là bà ta không hút thuốc, tới khi lấy chồng rồi mới được hút một điếu thuốc nhưng mà khi bà ta nói rằng khi bà ta hút thì bà ta thấy cái mùi nó khó chịu quá, khuyết luôn không bỏ nên cái cuộc đời của bà ta không có hút thuốc. Cái thứ ba là bà ta đã có một cuộc sống xã hội rất là tuyệt vời cái thời gian mà rảnh rỗi bà ta không làm gì bà ta chăm sóc bản thân đi ra social life đi nói chuyện đi gặp mọi người đi gặp bạn bè đi ăn uống và phần lớn là gặp đi dự những cái sự kiện xã hội gặp gỡ mọi người và cùng với chồng đi paris đi chơi trên toàn thế giới liên tục thì ba cái lý do đó làm cho bà ta sống lâu cái đó hơi bị khó đó phải không em hả Tại vì thế giới đâu có ai giàu mà được sung sướng như là người đàn bà này đâu và uh, giàu sung sướng lại uh, gọi là không có gọi là không sống kiểu mà hoang phí cũng không có sống kiểu mà bị uh, gọi là ăn chơi ăn chơi trác táng để yeah. mà có một cái sức khỏe vô cùng tốt uh, không hút thuốc ăn uống điều độ rồi uh, gặp gỡ không này, người người kia social life cũng rất là tốt rồi đi du lịch đây đó thì em nghĩ rằng là cái uh, cuộc sống có tiền cộng với sự viên mãn cộng với là có những người kế bên như vậy thì em nghĩ là cuộc sống của bà đến ngày hôm nay cái lứa tuổi mà kéo đến 122 tuổi là cái chuyện dĩ nhiên đúng không không biết là chị em mình có kéo được đến cái lứa tuổi đó hay không và sau cái câu chuyện này lê thái cũng thấy rằng đó là cái tâm linh tức là cái tâm trí của mình cái tâm trạng trọng. của mình nó rất là quan trọng mình sống thoải mái mình không bị stress mình không có bị áp lực nhiều quá ăn cơm áo gạo tiền rồi chạy theo rồi gây lộn rồi giận dữ nhiều. Tôi <laughs> báo đầu tiền cô chạy theo gây lộn đó là gây lộn vụ gì? <laughs> đi ra ngoài bao nhiêu chuyện để gây gây với chồng, gây với con, gây với cái quý vị. Ra ngoài nhiều khi đi chợ cũng có thể có những cái chuyện gây 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 lộn, đậu tức xe giận. cũng có thể là tức giận, nhất yes. là cái chuyện đậu xe. Uh -huh. Rồi đi qua đi lại đụng chạm nhau hoặc là trong cái cơ sở làm trong chỗ làm thì nhiều khi đôi lúc cái tính chất công việc cũng có thể khiến cho chúng ta tức tức giận có thể là làm cho chúng ta cảm giác là không có cần được cái, cái, cái con người của mình thì em nghĩ rằng là cuộc sống mà mỗi người có mỗi cái một cái hoàn cảnh khác nhau để mà chúng ta cần được cái điều đó hay không đó là cái điều quan trọng nhưng mà nói nói thì nói thì dễ lắm tưởng làm dễ lắm nhưng mà nó rất là khó đúng không? Yeah. Đối với những cái người mà càng trẻ tuổi thì cái vấn cái tính chất mà người ta đã control lại nó càng khó. càng khó. Khi mà chúng ta càng lớn tuổi hơn thì chúng ta sẽ control được nhiều hơn tại vì khi đó nó đập tính lại, nó không còn, ừ. còn, còn nhí nhà nhí nhố lóc chóc rồi giống như là <laughs> Huyền về Lê Thái bây giờ. <laughs> Thôi nói gì chứ bây giờ quý vị cứ enjoy cái moment. Enjoy đi quý vị. Lúc này của Nhi Huyền với Lê Thái mang tiếng cười tới cho quý vị ngày hôm nay là cười đủ rồi phải không? Dạ vâng. À kính thưa quý vị, trên thế giới có những cái đứa bé rất là giỏi thưa quý vị. Bạn bằng chứng là cái đứa bé ngày hôm nay à, cô năm nay đã 11 tuổi rồi và vừa rồi cô mới về hưu non 11 tuổi về hưu non là như thế nào thưa quý vị cô đã kiếm ra hàng trăm ngàn mỹ kim một tháng và bé gái này tên là pc cutie uh, kirstis đến từ nước úc và bố mẹ cô thống nhất rằng là việc học sẽ là ưu tiên hàng đầu trong thời gian sắp tới của pc thưa quý vị À, vì vậy thì cái cô bé này đã quyết định tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh với gia đình của mình trong suốt thời gian vừa qua. À, Rossi Chakenko là mẹ của um, PC, cô cho biết rằng là chính cô bé này đã quyết định đóng cửa hàng đồ chơi trực tuyến của mình để mà tập trung vào việc học tại trường trung học sắp tới. Và với sự giúp đỡ của cha mẹ thì PC đã nắm trong tay rất là nhiều lĩnh vực bao gồm cả công việc kinh doanh của gia đình hàng triệu Mỹ Kim và cô bé cũng sở hữu một cái thương hiệu chuyên cung cấp đồ chơi cho trẻ em với tên gọi là PC Figures và nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người người ta đam mê những cái trò chơi này và trên mạng thì quý vị thấy hình ảnh của cô bé rất là dễ thương và năng động. Và trong tháng đầu tiên doanh thu của PC Figures đã đạt đến hơn 136.000 Mỹ kim, trở thành một trong những cái thương hiệu bán chạy nhất. Doanh số bán nơ cài tóc nè, dây buộc tóc của những cái cửa hàng đã tăng vọt và thực sự đem về lợi nhuận trong đại dịch Covid-19 vừa qua người ta có thể người ta thất bại nhưng cô bé này lại rất là thành công trong mấy năm đại dịch. Và trước đây 4 năm thì một cái chuyên gia ngành bán lẻ tiên đoán là năm 18 tuổi PC sẽ sở hữu khối tài sản lên đến con số là 21 triệu Mỹ Kim tương đương là 488 tỷ đồng Việt Nam từ những cái công việc kinh doanh của chính mình. Hiện tại thì cái trang cá nhân của cô bé đã có hơn là 121.000 lượt theo dõi. Wow. Và đây là nơi mà PC thường xuyên chia sẻ những cái hình ảnh truyền thông, thương hiệu, xen kẽ với lại cuộc sống đời thường của mình và gia đình và mẹ của cô cũng từng xác nhận với, với mọi người rằng là cách thành công của cô bé này à, vô cùng bất ngờ bởi vì không nghĩ rằng là cô bé này chỉ là với tư cách là một triệu phú mà năm dù mới năm có mấy tuổi thôi, 10 tuổi thôi thì cô bé này đã tự biết kinh doanh rồi. Và đến năm ừ. 14 tuổi thì cô nhận được cái công việc làm thêm tại McDonald's rồi làm thêm những cái công việc khác nữa và quan trọng là cô lại có rất là có máu kinh doanh. Vì vậy cô bé này trong tháng 8 vừa qua đã tổ chức một cái bữa tiệc sinh nhật xa hoa tại một cái câu lạc bộ đêm và người à. mẹ của cô bé cho biết rằng là sự kiện này là một cái đêm tuyệt vời để mà tạo điều kiện mà gọi là cho cô bé khi mà cô bé bỏ công việc kinh doanh sắp tới về hưu non để mà vào trong trường học uh, trung wow. học để mà có thể tiếp tục có công việc học của mình để sau này có thể là uh, sẽ trở thành một nữ doanh nhân chẳng hạn mình đâu biết yeah. được nhưng mà ta giỏi tin ha. đoán là cô sẽ nắm giữ tài sản lên đến mươi mấy triệu Mỹ Kim trong wow. năm cô 18 tuổi wow. quá giỏi luôn. quá giỏi vâng. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Cà phê sáng cuối tuần ngày Chủ nhật ngày hôm nay. Một lần nữa thì Như Hiền và Lê Thái cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và luôn lúc nào cũng yêu thương, ủng hộ của chúng tôi và lúc nào cũng dành những cái lời comment vô cùng dễ thương trên Youtube cũng như Facebook. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ. Như Hiền và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào thứ Bảy tuần sau.